Xin chào tất cả anh chị và các bạn, tôi là Ngô Tùng Thiện, một chuyên gia trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là tôm thẻ chân trắng. Hiện tại thì đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Obet và đang phụ trách khu vực Hòa Thú 1 Vị Xuyên của tỉnh Sóc Trăng. Đây thì hôm nay là ngày rất là tuyệt vời, Thiện tiếp tục thăm thăm cũng như là chăm sóc khách. Đây là khách hàng mới của Thiện tại khu vực ấp Hòa Bình, Hòa Thú 1 Vị Xuyên Sóc Trăng. Đây thì đây là cái đoạn đường vào farm của cô chú. Thì trước ao này đang bị tình trạng là nó bị ao bị phèn. Kèm theo đó thì nó bị vàng mang, đen mang. Đây thì theo quy trình của công ty Obet thì đã điều trị được cho chú tầm 4 ngày. Đây thì hiệu quả hiện tại thì rất là ổn định, bệnh tôm nó đã giảm đi rồi. Đây là cái đường đi vào farm nuôi của chú. Đây qua một cây cầu dừa. Cầu dừa ở đây thì miền Tây mới có. Đây là khu vực farm nuôi của chú. Đây sát tảo rồi, Thiện cắt tảo rồi, bây giờ thì đã vớt lên trên bờ rồi. Đây ao này từ trước tảo làm rất là nhiều, sau khi điều trị theo quy trình Obet thì nước đã mẫn rồi, xanh mẫn rất là đẹp. Ao này thì sú đang dời sai tầm khoảng là 38 đến 40 con. Đây thì ở đây cũng là hai khu nuôi của chú, thì tất cả khu nuôi ở đây đều là nuôi sú hết. Đây thì đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra ao tôm tầm 38 đến 40 con đây để coi phát triển như thế nào. Thì không có nhá rồi sẽ dở nhá lên trời. Đây nước này là màu đẹp rồi cô, tôm mà giờ sao lớn thì cái màu như là đẹp rồi, màu nước này là rất là ok. Đây thì tối xài sản phẩm canxi phốt mát để tích lọt, đây tích lọt cho tôm ngăn ngừa tình trạng bị vàng mang. Dạ nè, bây giờ nó trắng như vậy là đẹp rồi nè, không nó độn hơn hồi xưa rất nhiều. Con này mới lọt nó ớt, con này cũng làm vỏ trên nè, chưa lọt được, nó đang lọt quá mấy bầy đang lọt nè, nó vỏ nó còn mềm nè. Nè coi mấy này đi, anh xuống dưỡng đây vỏ mì phèn nha, nó đã sạch rồi nè, nè giờ nó đỡ rồi nhưng vẫn còn bị lọt ít nè. Đấy tôm thì rất là ok cho anh chị, trước bị vàng mang bây giờ xử lý ra hết rồi. Dạ có mấy con nó chưa lọt được, mấy con đây thì trước vàng mang rất là nhiều rồi xử lý, bây giờ tình trạng nó đỡ rồi. Còn vài con không rồi, rất là tuyệt vời.